Cứu tôi ơi, chết tôi trời ơi. Ủa đừng có quay nữa hả? Quay. Dạ. Lâu xin mẫu đi. Chết. Chú. Chạy bạn, đi này bên đây. Anh Nam đi nè, anh ơi. Ủa, thấy cái này hả? Ủa, anh Nam xin mẫu xin mẫu. Cất khăn đi, lau làm sao sạch. Anh mượn bộ đồ của chương trình về luôn rồi em à. Chúng tôi có thể thua, chúng tôi có thể bị phạt, nhưng những kẻ thắng cuộc phải khiếp sợ anh em tôi. Đúng. Anh sẽ chăm sóc cho Lan Ngọc. Chăm sóc cho Lan Ngọc. Dạ. Ồ, nếu đó vậy thì anh không thể bỏ Lê Quỳnh Thúy Ngân được. Anh sẽ lo cho hai bé mà được. Khách mời không lẽ mình bỏ qua anh? Khách mời thì có gia đình bên này lo rồi. Thay nương tay lắm. Hay là âm thanh chút xíu mình giỡn giọng nha. Bây giờ đứng lại hay là bây giờ anh có lắp âm thanh không? Anh có lắp âm thanh hay không? Anh chạy đâu được khỏi hả anh trai? Anh chạy đâu khỏi tụi tôi? Bị mạnh đúng không? Một đứa thôi, một đứa thôi, rồi, đi. Sao mày, đi. Đi. Mày đuổi.
Quỷ nữa, để mất lại. Khi cái hồ dưới đây. Giữ đi anh, anh khi cái hồ xuống. Một là tự xuống, để tụi tôi lên, tụi tôi nhúng vô hồ. Đó là tiền giả mười cái gì? Đó là tiền giả mười. Dầu lên người anh hả? Hả cưng? Đang chuẩn bị quay thôi. Ngân đâu? Em xin lỗi, em là gì của Ngân à? Trợ lý, trợ lý. Trợ lý hả? Vô mắt luôn. Ủa của em có màu hả? Đứng cầm cầm.
Quay phim hả? Đấy chị, đi tập. Đập lại không biết hết. Lâu lâu tới chơi mà. Như reset lại luôn. Mở cửa ra cơ nè. Nhẹ nhàng. Mở cửa ra thì nhẹ nhàng, nếu không thì anh thay đồ tên lại quăng nữa cũng vậy. Em ở chỗ lâu hơn tụi anh được hay không? Mở cửa ra. Mở cửa ra. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Cởi tóc giả ra. Em đủ rồi, em đủ rồi. Cởi tóc giả ra. Em phải trở lấy ra bước ra luôn. Đừng đùa với tụi tôi. Tụi bắt kia hiên rồi đó, tụi tôi chết. Một mà dính trước thì sao? Em bước ra. Cái nào vợ chứ? Vợ đúng không kìa? Em đừng giận với tôi. Em nói gì? Em nói xuống tôi. Em tính dồn chút xuống tôi à? Em lại xa vào đôi mắt. À, đố được không? Đố sao đâu? Mày tính trả thù hả? Mày tính trả thù hả? Em có. Mày tính trả thù. Em có làm gì? Ai rồi? Anh ngược đâu? Anh ngược đâu rồi? Tính trả thù. Đứng đây luôn trong quay chứ phải để rồi. Ôi trời ơi. Trời ơi, chuyện gì hết không? Thôi vui thôi. Hạnh phúc đi. Ê, trời ơi, 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 chơi mà lấy nước dơ hả? Mở cửa lại đây, mỗi chơi gì đâu anh kéo nó quăng bánh của mình kìa. Anh quăng mình quăng bánh của nó. Họ không màng tới mắt, mũi, tai, video, quần áo. Họ chỉ biết là đối phương phải đau đớn. Quá khắc thiết. Nhìn xem à, nhìn xem. Lấy, 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 lấy cả nước không à? Lấy cả nước rồi, mọi người ơi, nó vô. Cho anh miếng rửa mắt đi. Cái này đó làm gì? Giờ làm gì? Không, anh rửa giả được đâu. Chạy nó sạc nhé. Chạy nó sạc. Thằng cô đã có phần rồi. Nè, đây. Không. Hãy
chai xà bông không? Để tôi gọi đầu luôn coi. Ai là người đẹp trai nhất thành phố Hồ Chí Minh? Ai là người duyên dáng nhất thành phố Hồ Chí Minh? Không quen luôn phải không? Không quen chị, em nói không quen em. Ở đâu ra cho em về trước? Người này là ai? Là anh Luật à, là trợ lý của em đó. Thưa quý vị, tất cả chỉ có trong chương trình 7 nụ cười xuân. Chương trình của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi là chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hàng tuần trên HTV7. Và ngay bây giờ sẽ có một cái camera chỗ trốn rồi hả? Lớn rồi, hai đứa con đầu hai đứa tóc rồi mà còn dương con nít gì được.
Bé mẹ phải đi chơi với cô nha. Mai mốt mà đổi lại là bảy nụ cười gương. Chứ đừng có lấy nụ cười xuân. Hết giờ đâu có dám về nhà thì con cái với bộ dạng như vậy. Hai ba màu bột nó dính cho người. Quá. Không, tôi làm theo đúng lịch trình của phim trường. Tôi làm theo đúng của sức khỏe sống. Mà đừng có chuyện mà chào xong mới chơi. Chơi xong mới chào. Nhưng mà em yêu cầu là đạo diễn không được về. What? Rồi rồi, em sẽ thấy anh Giang này đứng chặn ở bên này. À, đội hình chúng tôi cử Thiên Lâu ra phía trước. Thúy Ngân đâu? Thiên Lâu. Thiên Lâu. Chị không có về yên với tôi đâu. À, thiết kế chuẩn bị cho chị nửa tấn bột nha. Với lại nước luôn. Hôm nay tôi sẽ tắm bột cái phim trường này. Nhà đồ thiệt dơ giùm chị. Một rửa quay. Được. Hôm nay sống chết ngày hôm nay luôn. Không. Không có cứu gì hết. Không có cứu ai hết trơn á. Phát lên đạp đi em. Cho tôi có kiến đều mắt. Kiến đều mắt. Nè. Chơi xả láng. Nè, bây giờ để thể hiện cái tinh thần xả láng, tôi ngồi chung với bạn tôi. Đúng vậy. Ai giữ cửa? Dinh. Quy tụ trợ lý ra Nhật ra giữ cửa chị. Duy. Duy Quy Nhật ra giữ cửa. Chị Dạ kêu tôi chặn cửa lại. Mặc dù tôi là trợ lý của vợ Tân Phát. Tôi có chỗ núp rồi. Ngày hôm nay khán giả tại đường quay vỗ tay nồng nhiệt vì đã dám lên thử thách luôn. Cái tên là gì? Cô Bảy rồi mọi người. Tên là gì? Hôm nay là ngày cuối rồi. Hôm nay là cuối rồi. Hôm nay có quý vợ ba đã hỗ trợ giúp tôi. Rồi. Ba má của hết chuyện rồi. Nhớ nhớ em nhắc chị Giang anh em nè. Hai cháu là lớn lên là người chị Giang. Áo mưa. Ai đưa áo mưa? Rất nhiệt tình. Ôi nào đưa áo mưa? Đó là một phần rất là đáng ghi nhận. Chương trình của con cũng nhờ quý vị khán giả yêu thương. Và ngày nay khán giả đã đến trường quay rồi. Chúng tôi sẽ giữ lại tới giây phút cuối cùng. Tôi sẽ giữ lại đi kiếm áo mưa. Anh Giang. Anh em quay phim được thoát vì anh em làm nhiệm vụ ở trong công ty của tôi. Riêng đi vô mi không phát. Lê Hữu mà. Đi theo đi. Còn người mà trên là Nam mà. Không, 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 không. Không, đó, chúng ta bị ngã số cũng sạch luôn. Trời ơi, em đi bán bánh hả? Rồi, đóng cửa lại đi, tụi tôi ngồi xuống đây chịu trận. Rồi, để cái micro phía trước. 1, 2, 3 micro để dỡ xe. Ôi, ông bé bên tập, tôi thấy hai người. Cái men chạy rồi, cái men chạy rồi. Biết sao, biết sao. Chỉ còn anh Chí với chị, anh Chí. Chỉ đâu chỉ đi. Đó, chỉ đâu kia, chỉ đâu kia. Chị nhớ né các bạn sếp nha. Bạn sếp là cái gì? Các bạn không biết. Các bạn không biết. Chứ đừng có nói tôi nhiều thứ quá. Sao mà bắt tôi list ra nhiều thứ cho tôi né quá. Sao mà tôi nhớ được. Không phải bên này ít nước quá. Cho biết nước nữa. Cho biết nước nữa đi em ơi. Ok, chờ tí.
Đó, một xuống không? Mọi người đi đây đi. Xuống, ở giữa rồi xuống 3, 2, 1. Xuống đi, đến đây đi. Mùi mình cảm ơn quý vị luôn dành thời gian yêu thương chương trình của chúng tôi. Chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, thấy công chuyện này. Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 20:30 chủ nhật tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn tuần sau. Ngờ chưa bà già. Không quá vui thôi làm đỡ em.